Bắc nữ bảo sang anh nên bắc nữ bảo sang đi chim bắc những quang đêm đẹp. Theo con đường quốc nghi nô một a ngã từ phố mẹt đi vào đền thì thờ chủ té thấp mi cao tầng tầng quanh đèo sốc nướng nỗi nghiệp nghèo đất nên sòn đá ống một vùng sơn thủy phong sông ý nghĩa chỉ ân đông đào tây nắng ngóng xanh tràm yêu điên vào xa góc xem quầy nặng ngang
xa. Dừng nhà lễ bóng vui bóng hòa, tiêu thiêu nhã nhạc hát ca vang đường nghề. Thì đi hoang gian từ du ý à. Bài say đố chìm nụ cung nắng ăn nàng án vốn sông sơn trang tính tang tình mầm trúc măng sang mặc tương cùng quy đón đầu chúc tay trùng trùng xưa vui đêm tên bàn phúc đề đà ấm to cho mọi nhà đuốc tiên cai sáng cho đồng đồng trong đệ tử phúc hồng đề đà cho bốn mùa bằng nặng cắt qua ít nghi ngã sáng sáng như tiếng chuông đang bay về bàn đêm đơn đi sáng sáng như tiếng chuông đang bay về đến bàn đêm chân nghề nhẹ bước tới đây sao bẩm nhân nghe đôi nhịp câu việt hoang chữ men đẹp như sao bắt đầu gần hà khi ngà từ phía ta về phương về nhà vui múa ca xin xin đạt tôi linh nên thời hoàng sao trời khắp nơi kinh quanh cứu giam rộn ràng các tiên ca vang chân bước trên cầu mây xuôi reo nàng hoa theo tiếng đàn đúng đúng rộn ràng sáng ra sáng như trầu bé tay mô đêm dịu xa đẹp như tiên xa xa trần xa để có người sao có tiên người đúng vui câu cũng sớm tràn muôn dân nắm nó đời đời chúc thánh trong trường sống lộc tài trong mới ban xa thánh thương phật độ đề nắng tháng ngày ban cho tiền tuột độ dày đi mà ban cho tiền tuột độ dày bồng nồng sau đóng về để đánh càng nhiều
bạn cho dài nhật sáng nhiều cộng nồng xóm nhiều năm oán năm xưa thằng đồng có nhang khói phùng thờ. Tới đâu thời đó tự nhiên tình suối dốc sách nong nanh bông nước chim từng bầy bắt trước họa ca sắc mây sắc nước tràn say các ả nàng hoa y à. Đành say các ả nàng nào đâu khác bộ lạc tiên nhạc đón chân trầu đàn hát vui đến tiếng sinh ngọt lên vang sườn y y hề trời đón thanh trầu về nơi trần thế người tiên cũng sao quá mà sinh đi đến đâu cảnh chi ý à, à. Cao thấp cây trên cành nghi tràn đi ngập màu lam ngôi đền thờ sâu bé trên ngàn nghi nghi đến
sông bé trên ngàn. Có con suối nhỏ vắt ni ngang sương đeo đàn các đượt nề đùa bơi rẽ sóng nước long lanh ngờ in nê bóng trăng thu nghênh à. Vòng kim cương nghi long ngân nắng đồn tăng ngân nghinh nghi à. Chuyện có phép tiên biến lá làm thuyền nghi vắng đúng đồi ít nghi nghi à. Phàm trần ai dễ biết đông nghinh nghi à.
đục trồ, non nhân nước chi vút đời đầu kẻ tiên. Đã nên đầm xanh truyền Nam Việt, hoa phép màu đất miền ai qua non buồn buồn tay nắng hoa. Cột ngoan trần tế non bành, ngao du khắp nghén rừng xanh khai ngoan. Khi nhạt đường xe non cung kiếm, sát đường đồng vẫn tiềm son tư. Ra ai ngủ con bắc đi ngược, con trên cổ tích nghe ông bảy hoàng nghề. Ngài thực đức trung quân làm tướng trung thần nền sinh thơ, làm tướng trung thần mát mưa nghỉ kinh thổ nghinh buồn dần nghỉ đào câu thì. Tình bóng hoàng về hôm nay, tình bóng hoàng về thân ngôn khẩn đạo, con nhang phục thờ chân kinh con chức Nam Mô. Sóng nhang cai quang thâm kỳ diệu, hoàng về chứng đàn duyên ngang tích tăng cung rằng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương. Ca đăng tân xa ngân tư minh lân mân chúc sinh cô ngạ kinh đỉnh đệ. Dòng nhan thập bảo chứng hoàng về chứng thiên tôn.
được nghi. Dâng công tiên bảo chúc đời, chúc đời nguyên phong chuộc chén ô nồng nghi hội quần tiên các cô chuộc nghi chén trà ô nồng. Tay cô nâng bình ngọc để các bạn tiên dâng ông bảy chén trà nghi ích nghi hề. Ý thượng kim bàn ni cha tiên thâm, thiên thượng kim bàn mẫu đơn nóng nghe từ lúc thừa hạt hoàng hiến thơ vui. Dương đức hoàng bày sơi chúc chén thiên mời trà hồng đào đúng ba chén các cô dâng mời hình nghi ngương mỹ vị đủ ngon nghiêng bôi kỳ chân a chân a chân ngọt bôi kỳ chân. Chỉ cùng còn ai chỉ để ngàn thu cách xử thế mặc dù ai hơn kém. Hoàng đế hương ba kinh bao biên tuyết nguyệt phong hoa vĩ phật bình. Còn ai ngõ lời đường xanh nấy non nước hữu tình nào
nhất. Ông nghe bậy là con ngon thượng đế đức giáng tai sơn năm đất bao trần gian chúng con nhầm nằm nỗi nhiều ở cõi tiên ma đức hoàng bầu là người sáng soi. Quan hoàng bày nhận
đêm đất đi 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 a ha bao ha ha đêm bụi phong nguyệt ý nghi nghi a chứ đó là tin cảnh thuật tiên sáng sáng điêu phàm tiên cảnh tân tiến trên bảo ô tiên cảnh thần tiên trên bảo hà hoa nai ngân tần ngân ông minh ngân tần ngân yên hà năm ngoái mười phần mười phần xa con cảm sao sáng u sáng u lưu phàm xa con kèm xa mười phần ô xa con kém xa mười phân trên cung trăng nghe ai hẹn nín nghi nghi a giờ bao giờ vì đường ngoan đi chậm nính nghi 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 a tình cờ ông bảy gặp duyên sáng sáng điêu phàm duyên là gặp duyên như tình cờ ô duyên là gặp duyên tình cờ đến tiên cung ba số ý a tao đáp tao mình tao nam tao thấy họ viết con là người tu tâm là người tích đức ý a cho vào bảo a sơn u sáng u lưu phạt sơn bảo a sơn cho vào kinh thanh ninh nhàn nề ông bây giờ sách xa xem sách chính đề rằng nghề đức nghiêng năng tương tín thì dù ông có xoay một nẻo tí vững phàm chân hoàng quyết nay giữ trọn đạo nam người khi đến cửa Phật nước chính Di Đà là không cả bày tấu qua quan nam tao nghe cùng nghe quan bắc đầu số trần xa nề nào ông chép biên ghi ông nay là người đức độ thảo nhiên tu tâm tịnh đức ông bày phê bên cho rõ nói rằng con kẻ nào đang nghe
nghi tàng báo ngược chỉ hai người không ngờ trước thời sau nối nhầm hoặc xa chi đôi sự nguyện như ý sợ cầu học tâm đặng nên đấng nghe công con lấy bực ông đem chữ tội chữ đức mà con đừng có ác mình đã chọn là ông muôn phần này chữ đức kia mà đã kém ông bày cầm cân sao cho bằng thầy sạch vui sân nghe ông bày ra ông cho nước tiên đi thầy sạch vui sân thanh nghi cao rồi lại tuổi phật thanh nghi cao chứng cương thường treo cao sắc ngọc chữ tam tòng nghề chứng nghiêng đứng nghiêng sang đệ tử hùng năng nghề bắt ghế ông ngôn nghề bảo ngà xin quan hoàng bày ngài về độ trì hoàng chứng dòng chi khen nên đè đắp trí công hưng ngang nghiêng tiếng để ngàn tu khách xương thì mặc dò ai ngờ kém
bóng ngắm cảnh cung thanh niên phong tiếp nguyệt làm say đất trời. Uy xanh nghe nức tiếng giạc người có quan ngoan bày một ni đời hoàng sân. Nhất tâm ngông độ không nghe trần ông no. Có nhân niên có đức ông cho công nghi sanh tai lộc thấy cho an vui. Ông ban trái chín ngọt nành nghề
ai cho nghiêu cao nóng thành kính sân. Tăng ngóng nghiêng cầm thuốc nâng nâng nghiêng trầm ngâm tự phú như bằng tháng xương. Ông bệnh nàng bậc nghề nhất văn chương cầm kỳ ti hoa mọi nghề đường thanh thông. Tăng ông nghi biên chép sổ hồng nghi trông nghe tê tông sướng cũng nghe đồng sân nền. Hoàng đinh nghe tông đống bề trên tông đêm bát hải tông đêm minh tam tòa. Hoàng thương nghi ninh kết nghiên hoa à, nhất tâm ngông đồn phát nghi hoa ban xanh. Ban xanh nghi ban diệt xanh xanh nghi ông nghi thương kê bấm tung mô hành mà nhất tâm. Trong nghe đài xa nốt năm nghề sương nghe thế ông đồn mà âm ngơ phần nề ông thương. Vững tâm nghề vững bóng kiên cường ông nghe về khai nối chỉ đường mà đi. Xin nguyện từ trước trở đinh nghi từ chi trở lại từ bi cõi trần. Ông về khai sáng dần dần nghề tay ấn tay quyết hồng trần sáng danh. Con biết dâng ông nghề vần nề tớ tinh bạch dâng tử dâng trà dâng nghề sách kinh non mà nòng thủy chung nghề một đạo quần thần. Không nghe làm bộ nghĩa thì trà bạc ngờ ân ở đời. Không phụ nòng người đời nhân đạo thì kiếp luân ngồi ông bày cho sáng như gương. Ghen nào hoàng bày cũng thương chiêu kinh mông đạo tìm mê đường mà tưởng nương. Khi buông nghi ông nghiêm tử nghiến trà khi nghi buồn vui thú bao hà sắc sang. Quan hoàng bày ngay độ chỉ ban phước
thượng đẳng thần đã được sắc phong quyền hòa căng nghiêng tam phụ công đồng. Quyền hoàng càng tam phụ công đồng nghề, quyền hoàng càng quản các chương thanh đồng khắp bốn phương. Khi nhàn ngang bàn trà điếu thuốc con chén rượu quỳnh nì càng trước càng say, trà sen như rượu cúc thơm càng nghi ô nóng nhà khuyên mà đầy phơi vơi lại đây. Con chiên cốm tích ông bảy hoàng thực đích trung quân đã thề một giả vi dân sống nghe 300 trận mà tấm thân ông quạt si. Ngoạn mà đúng thương dân niên pha giữ nông trung niên bao hà cấm niên đính điệp trùng giúp nghi dân lập ấp hoàng giữ vùng biên cương. Lệnh hoàng xa tập nhì các cô tiên nàng nghi cô nào việc anh mau mau sửa sang đi vào. Tin cô nàng cà pha nước trà tò sưng nên lâm vừa ý ông bấy gật đầu nàng đôi xứng bộ khay đèn thiên cô nàng đôi xứng nghi bộ khay đèn xe diễn sư cả móc tiếng chuối lạp vàng cô nàng ba sưng nghi hộp thuốc năng kèo xìu thuốc tốc sưng ông bảy hoàng đất sơn lâm đốt đỉnh nhang trầm kim cô nàng tứ đốt đỉnh nhang trầm nghề ngọn đèn cuốn tên kêu cho to tại ông bầy cầm điếu thuốc tiên giai hoàng cung nghe an nên đức hoàng mười trấn thủ nghe an nên về nguyên tiên bản làm quan nên phủ dây. Yêu phù dung
yêu điều mẫu đơn đi nào cùng ngày 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 ra núi ngóng trông nghề từ đỏ đúng nghiêng quân nén nghiêng trường mong nghiêng ngoan mười người thằng nông thằng nông kèm khách lâm ngô tuyền nghiêng ý nghiêng bóng hoàng mười hôm nay tình bóng hoàng mười thân ngôn cần đạo con nhang phục thờ chân kinh con chữ nam mô sóng nhang cai quang thông kỳ diệu hoàng về chứng đàn xuyên ngang tích tăng cung giảng kim phục hoàng thân cần thánh chú tiên trường vương ca đăng tân sàng ân từng bình lân mân chức sinh cô ngạ kim đỉnh đệ dòng nhang thập phả chiếu ngang về chức đàn duyên trong sự nghệ hoàng xa đây tề tăng tiên chuốc chén rượu đào dâng nhất tuần sơ dâng nên đề ngọc kính vua tạng bóng đề các con nâng mời là mời giúp ông hoàng mười sơi á sơi giúp quan hoàng mười sơi rượu đào nghị tuần mà
dâng lên bệ ngọc, dâng lên niên kinh mẫu đình thần tam tư phụ, các o dâng vào nhà thờ giữ đức hoàng mười xơi. Ô xơi giữ đức hoàng mười xơi. Tam bông nghi chúc nghi chém rượu đào, tam bông nâng lên bề ngọc, hát o sân mời làng mời, giữa quan hoàng mười xơi, các o nâng mời làng mời, giữa quan hoàng mười xơi. Mà nhân tiếc vui, chúng con nàng tìm bóng ông người về. Chưa đón rước ông mười về, chứng đền chứng lễ hoàng chứng tâm. Trong ghế ông lòng trường tâm kiếp lâu ban tài, chỉ đổ cho gia chúng họ nguyện thì ai ai cũng thể cường. Răng anh vô trong sự nghe anh, mà giữ kẻ đến quan thắp một tuần nhang, tưởng nhớ người anh kiệt năng. Chữ hướng xưa lập liệt văn võ anh, yêu nước thương dân quyết bảo vệ sơn nga, mà cho dân nó ấm, cho nước nhà được bình. Còn nhớ người chết thù đêm phủ dày, còn ghi lại chữ công danh ông ơi chân thù năm thanh
rồi 3 năm. Danh tướng tài từ bạc chi bằng mà hết thầy tu đông ước ao vô được đền ông thành tâm mà bác gì tròn thoa bóng bao tháng ngày tới dịch đô ông hoàng mười thần huệ ơi sông răng núi nơi chữ câu trang tiên biển ngữ đẹp nóng nắng năm cưa người về từ đó thành đất Nam đàn xứ nghề còn nghe đức sanh quan hoàng mười nghe đức sanh quan hoàng mười vẫn vẫn xuống góc bề mà chân trời nhưng công đông em khang trang văn lịch sử bác bàn đến đây ông đang ngự đông bàn đến đây hoàng đang ngự đông có cỏ cây chưa chút cuối xuân cỏ cây chưa chút cuối xuân đường vào xứ nghệ rằng gật hay xa sinh thay thời tủ yên hà đào nguyên ươm hỏi ông bưởi hà chủ nhân ma sẽ ăn mây vàng thượng tiên sẽ ăn mây vàng cưỡi con xúc điều xúc quan hoàng mười về bếp tuổi nghệ an
dài.